Trưởng lão Thích Thông Lạc. Văn hóa Phật giáo truyền thống, tập 2, nhà xuất bản Tôn giáo. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời bạn: làm người ai cũng biết khen và chê, nhưng phải hiểu rõ khen chê như thế nào đúng và như thế nào sai. Cho nên vấn đề khen chê rất quan trọng trong cuộc sống chung đụng và va chạm với mọi người. Người ở đời không mấy ai lưu ý đến những vấn đề này, cho nên khi được khen không cần biết đúng sai, phải trái như thế nào, nhưng tâm họ vẫn hân hoan, vui mừng ra mặt và còn tỏ ra thiện cảm, ưa thích người khen mình. Ngược lại khi bị chê bai hoặc bị nói xấu thì tỏ lộ nét mặt căm tức, giận hờn, khổ đau, thù ghét, mất thiện cảm, không ưa thích người đó. Lúc bấy giờ họ không cần biết người khác chê đúng hay chê sai, chỉ biết tức giận và cố trả thù là trên hết. Người tu sĩ Phật giáo không nên để tâm bị chi phối bởi lời khen hay tiếng chê như vậy, mà phải hiểu cho rõ ràng khen như thế nào là khen đúng và khen như thế nào là khen sai. Chê cũng vậy, chê như thế nào là chê đúng và chê như thế nào là chê sai. Do sự hiểu biết rõ ràng như vậy, cho nên khi được khen không vội mừng vui, khi bị chê không vội buồn bã. Theo như lời Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, các người chớ có gì vậy mà sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi, làm cho các người đau khổ, không ích lợi gì. Các ngươi phải nói rõ những điều không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Lời dạy trên đây của Đức Phật chúng ta nên nhớ cho thật kỹ, để khi gặp những ai khen hay chê mình thì chớ có vui mừng hay công phẫn tức giận, đó là tự mình làm cho mình đau khổ, phải không các bạn? Khi chúng ta bị chê bai, bị chỉ trích, bị nói xấu vân vân, chúng ta đừng vội căm tức, mà nên xem xét người chê bai nói xấu mình hay người khác họ là người như thế nào. Lời chê của họ có đúng hay sai? Chê họ có dựa đúng vào những tiêu chuẩn đạo đức làm người hay không? Nếu khen chê mà không đúng tiêu chuẩn đạo đức này là khen chê sai. Khen chê sai là người không có chánh tri kiến. Người không có tránh tri kiến là người hay làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Người như vậy rất tội nghiệp, chúng ta nên tha thứ và thương yêu họ. Khi được khen hay bị chê thì chúng ta muốn biết rõ đúng hay sai thì phải dựa vào giới luật đức hạnh của Phật giáo như trên đã nói. Phải sáng suốt nhận định, nếu lời khen kia đúng giới luật, đó là họ khen đúng. Còn ngược lại, khen không đúng giới luật là khen sai. Chê cũng vậy, chê người phạm giới là chê đúng, chê người không phạm giới là chê sai. Chê người phạm giới mà người ta không phạm giới là mình nói xấu người ta, là mình chê sai, mình sẽ bị tội lỗi, phải trả nhân quả tội ác mà không tránh khỏi. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu có người tán thán khen ta, thời các người không nên hoan hỷ vui mừng, tâm không nên thích thú, vì hoan hỷ vui mừng thích thú thời sẽ có hại cho các người. Này các tỳ kheo, các người hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này xảy ra giữa chúng tôi. Đây là lời khuyên của Đức Phật. Chúng ta cần phải lưu ý những lời dạy này, vì nó có một giá trị lợi ích rất lớn đối với đời sống của chúng ta. Khi chúng ta muốn khen hay chê ai cũng phải dựa vào giới luật, vì giới luật là tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn cho lối sống thánh thiện của mọi con người. Cho nên người phạm giới luật là người đáng chỉ trích, đáng khinh chê. Còn ngược lại, người nghiêm trì giới luật là người đáng được khen, đáng được ca tụng. Này các tỳ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Đúng vậy, muốn khen hay chê ai, chúng ta đều dựa vào giới luật thì sự khen chê mới đúng nghĩa. Vậy giới luật là gì? Giới luật là thiện pháp như trên đã nói. Giới luật là đạo đức làm người, làm thánh.
giới luật là pháp môn vô lậu, thường mang đến những kết quả giải thoát thực tế, cụ thể, rõ ràng hiện tại, không có thời gian chờ đợi cho những người tu sĩ Phật giáo đến để mà thấy kết quả ngay liền. Giới luật gồm có nhiều giới, mỗi giới đều có tính chất đặc thù riêng về đức và hạnh của nó. Vì thế, nó mới được mang tên là giới vô lậu. Nó mới được mọi người cung kính và tôn trọng. Chính nó mới đem lại sự an vui hạnh phúc cho cá nhân của mọi người. Chính nó mang lại sự êm ấm hạnh phúc cho từng mỗi gia đình. Chính nó cũng mang lại trật tự an ninh cho xã hội và phồn vinh thịnh trị cho đất nước quê hương xứ sở. Bởi vậy, giới luật là một pháp môn rất quan trọng và vô giá đối với đời sống của con người. Người không có giới luật là người vô đạo đức, thường sống làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, mọi người ai ai cũng cần phải học hiểu giới luật, vì học hiểu giới luật thông suốt là cả một sự lợi ích rất lớn. Nó sẽ giúp cho mọi người vượt lên mọi sự khổ đau của kiếp làm người, và nó chuyển hóa luật nhân quả, khiến cho nhân quả không còn tác dụng trên thân tâm của chúng ta nữa. Nhờ thế, chúng ta đã biến cảnh sống thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc, một cảnh sống mà mọi người đều ước mơ. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc. Điều lợi ích thứ nhất của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều lợi ích thiết thực thứ nhất của giới luật là sự ước nguyện cho mình được mọi người thương yêu, quý mến, cung kính, tôn trọng như trên đã nói. Muốn được lòng tin vững chắc thì chúng ta hãy sống đúng giới luật để thấy sự ước nguyện thành hiện thực. Cho nên điều ước nguyện thứ nhất là điều ước nguyện để được mọi người thương yêu, quý kính. Vậy chúng ta hãy nghe lời Phật dạy: Nề các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính, tôn trọng, tỳ kheo phải sống thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Thưa các bạn, theo như lời Phật dạy trên đây, thì khi nào giữ gìn giới luật được nghiêm túc thì có năm đức hạnh khác được viên mãn như trên đã nói. Các bạn đừng nhầm lẫn năm đức hạnh này là năm pháp tu. Năm đức này gồm có: 1. Đức kiên trì. 2. Đức tịch tỉnh. 3. Đức thiền định. 4. Đức quán hạnh. 5. Đức độc cư. Khi giới luật được nghiêm túc thì năm đức hạnh này được thể hiện viên mãn trong nếp sống hàng ngày của các bạn. Do đó, mọi người cảm nhận và thấy được năm đức này hiện bày nơi các bạn rõ ràng, nên họ đều quý mến, thương yêu, cung kính và tôn trọng. Cho nên chúng ta phải hiểu những lời dạy trên đây là để nhấn mạnh về sự ước nguyện đạt được kết quả tốt đẹp, rõ ràng, thực tế, cụ thể do từ hành động sống đúng giới luật. Đoạn kinh trên đây cho chúng ta thấy đạo Phật có một tiêu chuẩn về sự ước nguyện hay cầu mong một điều gì để đạt được kết quả tốt đẹp như ý muốn, thì giới luật chính là tiêu chuẩn của nó. Hầu hết mọi người sống trên hành tinh này đều có nhiều ước nguyện, nhưng tất cả những ước nguyện ấy không thành tựu, viên mãn được là do họ không biết tiêu chuẩn nào sống để đạt thành kết quả ước nguyện đó. Chính họ không biết nên sự ước nguyện của họ trở thành không hiện thực, không kết quả. Thưa các bạn, theo chúng tôi nghĩ, không phải mọi người không muốn sống đúng giới luật, nhưng vì họ không biết giới luật, nhất là không biết giới luật là tiêu chuẩn kết quả của sự ước nguyện, của sự mong ước. Do không biết giới luật là đức hạnh, là thiện pháp, nên họ sống trong ác pháp mà cứ tưởng là thiện pháp. Do sống trong ác pháp mà cầu mong ước nguyện mình được hạnh phúc an vui thì làm sao có được, phải không các bạn? Đó là một điều xác quyết chắc chắn mà đạo Phật đã chủ trương lấy giới luật làm thầy, dạy cho chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn sống đạo đức làm người, làm thánh chắc chắn không phải pháp môn nào khác hơn là giới luật. Vì thế, mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh giới luật, phải tự nguyện như Đức Phật đã dạy: các con tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng đi bằng cách nào? Thưa các bạn, đi bằng tri kiến.
Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Nhờ có thắp đuốc tri kiến và giới luật thì những ước nguyện của bạn mới toại nguyện, chứ không ai giúp cho ai được. Dù chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần vân vân cũng đành bỏ tay trước sự công bằng của luật nhân quả. Sống trong ác pháp, phạm giới mà cầu mong mình được hạnh phúc an vui thì làm sao đạt được, phải không các bạn? Không đạt được nên các bạn phải dựa lưng vào thế giới siêu hình bằng sức tưởng uẩn của chính mình để thể hiện những trạng thái siêu hình linh thiêng, ban phước giáng họa. Những trạng thái siêu hình ấy là để thỏa mãn lòng ước mơ và cũng làm chỗ nương tựa tinh thần khi gặp tai nạn, bệnh tật nan y hay bất cứ một việc gì khó khăn xảy đến trong đời sống. Vì không tự tin nơi mình nên các bạn phải sống trong ảo tưởng. Do sống trong ảo tưởng nên thế giới siêu hình mới xuất hiện. Có thế giới siêu hình, từ đó loài người tưởng mình dựa lưng vào thế giới đó sẽ có sự an vui, hạnh phúc chân thật. Nào ngờ là phải chịu khổ thêm vì gánh nặng của thế giới siêu hình này. Công sức và sự tốn hao của cải, tài sản của các bạn chi phí cho thế giới này gần như chiếm hết 1/10 tài sản của loài người trên hành tinh này. Để xây dựng và nuôi dưỡng những người hành nghề mê tín ảo tưởng này mà mọi người đều gọi là tôn giáo. Đức Phật biết rõ tâm niệm của loài người, thường ước nguyện cho cuộc sống của mình được hạnh phúc, an vui, nhưng họ lại không biết cách thức nào, đường lối nào sống để đạt cho được hạnh phúc an vui ấy. Bản chất con người phần đông là hay tự ti mặc cảm, tự cảm thấy mình quá yếu đuối trước những uy lực của vũ trụ vô hình hoặc những hiện tượng hữu hình vĩ đại như sông, núi, rừng, biển, thời tiết, nắng, mưa gió, bão, sấm sét, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật, tai ương vân vân, khiến cho loài người quá sợ hãi, kinh khủng và khiếp đảm. Họ cảm thấy như mình quá nhỏ bé trước hình sắc và sức mạnh của vũ trụ lúc nào cũng đang đe dọa họ. Thưa các bạn, đứng trước những sự hùng vĩ của vũ trụ như vậy, con người chưa biết nguyên nhân nào tạo ra vạn vật và sức mạnh kinh khủng ấy. Vì thế, sự khổ đau chính bản thân của họ lại chồng chất lên những sự khổ đau khác của ngoại cảnh nữa. May mắn thay, trong loài người lại sản sinh ra một bậc vĩ nhân. Người ấy cũng như bao nhiêu con người khác, cũng đã khắc phục được thân tâm mình. Từ đó, người ấy đã khám phá ra những nguyên nhân tạo nên sự vĩ đại của vũ trụ, và chính người ấy biết rất rõ những nguyên nhân của nó. Vì vậy, người ấy đã dạy cho con người biết cách để khắc phục những sức mạnh kinh khủng ấy. Cách thức để khắc phục làm chủ sức mạnh kinh khủng ấy, tức là cách thức làm chủ thân tâm mình. Người ấy chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh ước nguyện đã dạy mọi người những điều ước nguyện rất rõ ràng và cụ thể. Khi muốn sự ước nguyện được thành tựu viên mãn thì nên căn cứ vào giới luật mà sống. Vì giới luật là thiện pháp, là đạo đức của mọi người. Như vậy, chúng ta suy nghiệm lời dạy của Đức Phật là lấy thiện pháp chuyển hóa ác pháp rất đúng. Vì chỉ có thiện pháp mới chuyển được ác pháp. Vậy ác pháp là gì? Ác pháp là những uy lực của vũ trụ, có những hiện tượng vô hình như sấm sét, những từ trường khí lực, điện lực, tưởng lực vân vân, hoặc những hiện tượng hữu hình vĩ đại như sông, núi, rừng, biển, thời tiết, nắng, mưa gió, bão, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, bệnh tật, tai ương vân vân như trên đã nói. Còn thiện pháp là gì? Thiện pháp là giới luật, là phạm hạnh, là đạo đức nhân bản, nhân quả. Vậy lấy thiện pháp chuyển hóa ác pháp như thế nào? Ví dụ, người ta chửi mình không chửi lại, đó là lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Họ chửi mãi một lúc mà không ai nói hoặc chửi mắng lại, chửi mãi cho đến khi mỏi mệt, họ liền thôi và không chửi nữa, đó là lấy thiện pháp chuyển ác pháp.
Do sự biết nhẫn nại như vậy và biết vui lòng trước nghịch cảnh của nhân quả như vậy, vì thế mọi việc đều trở lại an ổn bình thường, thì đó gọi là lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Có phải vậy không các bạn? Đặt thành vấn đề hơn thua, nếu các bạn không nhẫn nại, chửi lại họ, thì mọi việc đâu có được bình thường và yên ổn. Có thể xảy ra án mạng, người đi bệnh viện, kẻ ở tù. Có đúng như vậy không các bạn? Đó là không lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Nhẫn nại không chửi lại người khác, đó là hành động thiện pháp. Không chửi lại tức là không phạm giới, vì trong giới luật Phật dạy, khi chửi lại người khác là phạm vào giới nói lời hung ác. Nói lời hung ác thì làm sao chuyển được hoàn cảnh ác trở nên hoàn cảnh thiện, phải không các bạn? Ở đời mọi người chỉ biết ăn thua đủ, thì ác pháp chồng thêm ác pháp, khổ đau chồng thêm khổ đau, chứ bao giờ hết khổ được. Cho nên Đức Phật dạy ước nguyện được bình an, không bệnh tật, không tai nạn, thì giới luật phải được giữ gìn nghiêm túc. Giới luật giữ gìn nghiêm túc thì ước nguyện ấy sẽ mãn nguyện. Đọc những lời dạy của Đức Phật, các bạn thấy pháp của Phật rất thực tế, cụ thể. Hiện tại không có thời gian, kết quả sẽ thấy ngay liền. Nếu không giữ gìn giới luật thì thôi, chứ đã giữ gìn giới luật nghiêm túc thì điều chi ước nguyện cũng sẽ được mãn nguyện. Điều lợi ích thứ hai của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ hai là ước nguyện cho đời sống của mình về thức ăn, về giải mặc, về chỗ ở và về thuốc thang trị bệnh được đầy đủ, thì giới luật phải sống nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, luôn sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt. Trong cuộc đời này, làm người ai cũng mong cầu cơm ăn, áo mặc, nhà ở được khang trang, được đầy đủ tiện nghi. Nhưng chúng ta ai cũng biết, sự ước nguyện ấy là cả một cuộc đời, một cuộc đấu tranh không ngừng, chiến đấu để bảo vệ sự sống, cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho được đầy đủ hơn. Nhưng các bạn cũng biết, sự ước nguyện được đầy đủ ấy có bao giờ đạt được như ý muốn đâu. Cho nên sự ước nguyện ấy, mãi đến khi các bạn xuôi tay trở về với lòng đất, cũng cảm thấy chưa được đầy đủ, phải không các bạn? Do sự ước nguyện sống có một cuộc đời được đầy đủ và sung sướng hơn, nên mọi người tạo ra nhiều ác pháp. Do tạo ra nhiều ác pháp, nên phải gánh chịu nhiều sự khổ đau. Do đó người ta bảo, sống là tranh đấu. Vậy tranh đấu với ai? Tranh đấu với mình hay tranh đấu với mọi người? Sống là tranh đấu, tức là muốn bảo vệ cuộc sống của mình. Muốn bảo vệ cuộc sống của mình là phải đấu tranh với mọi người, tranh đấu với thiên nhiên, với thời tiết, nắng, mưa, gió, bão, vân vân, tranh đấu với vạn vật từ loài cầm thú to lớn cho đến những loài côn trùng. Tranh đấu chính là phải vật lộn với cuộc sống của mọi người, mọi vật để mưu sinh cho mình. Do sự tranh đấu như vậy, nên con người ước nguyện được đầy đủ và hạnh phúc thì chẳng bao giờ có đầy đủ và hạnh phúc được. Cuộc tranh đấu như vậy là cuộc tranh đấu bên ngoài. Cuộc tranh đấu đó gây ra nhiều ác pháp và khổ đau cho mình, cho người. Ngược lại, cuộc tranh đấu mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta là cuộc tranh đấu nội tâm. Cuộc tranh đấu nội tâm là sự ngăn ác diệt ác pháp trong tâm của mình. Hãy lắng nghe Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món khất thực sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, thích sống tại các trụ sở không tịch. Đọc đoạn kinh trên đây cho chúng ta biết rất rõ ràng, muốn có cơm ăn, áo mặc và thuốc thang trị bệnh được đầy đủ thì không phải là cuộc đấu tranh với mọi người bên ngoài, mà là cuộc đấu tranh với nội tâm của mình. Mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta ở đây, nếu muốn có cơm ăn, áo mặc và thuốc thang trị bệnh được đầy đủ thì phải chiến đấu với nội tâm của mình. Chiến đấu với nội tâm của mình là giữ gìn giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Nhờ đó sự ước nguyện ấy sẽ thành tựu viên mãn, không có mệt nhọc, không có phí sức, không có đau khổ. Đó là cuộc đấu tranh nội tâm của chúng ta. Còn ngược lại, càng đấu tranh với mọi người để đạt được vật chất bên ngoài thì càng vất vả và gặp khổ đau nhiều hơn. Cho nên muốn đạt được vật chất bên ngoài bằng cuộc đấu tranh với mọi người thì tinh thần và sắc thân đều rất mỏi mệt, chứ đâu có sự an lạc hạnh phúc.
Đường lối đạo Phật ứng xử với cuộc sống rất kỳ diệu, không đấu tranh với mọi người để tìm vật chất của cải tài sản, mà chỉ có cách buông xả vật chất của cải tài sản ở nội tâm của mình, tức là gìn giữ giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, thì của cải, tài sản, vật chất lại đầy đủ như lòng ước nguyện. Vì thế, giới luật đức hạnh là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống của con người. Nó quyết định được những điều ước nguyện của mình để đạt được kết quả đầu tiên trong cuộc sống, đó là ước nguyện cơm ăn, áo mặc, nhà ở, của cải, tài sản được đầy đủ như trên đã dạy. Tóm lại, chỉ có giới luật đức hạnh là một phương pháp giúp cho con người đạt thành ý nguyện sự sống đầy đủ an vui và hạnh phúc. Vậy các bạn phải lưu ý về đạo đức thân hành, khẩu hành và ý hành của mình. Đừng để chúng sống phi đạo đức thì tai họa sẽ đến với mình muôn vàn sự khổ đau trùng trùng duyên khởi. Điều lễ thứ ba của giới luật: ước nguyện cho người khác. Người Phật tử tu theo Phật giáo không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, đều có thể ước nguyện cho người khác được toại nguyện, nhưng đều phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Cho nên điều ước nguyện thứ ba là điều ước nguyện cho người giúp đỡ mình có cơm ăn, áo mặc, nhà ở đầy đủ để tu hành được lợi ích hơn, được đầy đủ phước báo như lời Đức Phật dạy dưới đây. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nay hưởng thụ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng các hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Theo lời dạy trên đây, người tu sĩ phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mới ước nguyện cho người đàn na thí chủ được nhiều lợi lạc lớn. Khi giới luật nghiêm chỉnh thì sự ước nguyện mới được viên mãn. Còn giới luật không nghiêm chỉnh mà nhận lãnh của đàn na thí chủ thì không bao giờ ước nguyện cho ai được, mà còn mang nợ cơm ăn áo mặc của đàn na thí chủ, và kiếp sau phải làm tôi tớ, người hầu kẻ hạ cho người khác, vân vân. Theo như lời dạy trên đây, các bạn nên hiểu, không riêng người tu sĩ và cư sĩ Phật giáo, mà bất cứ một người nào khác có tôn giáo hay không tôn giáo, hoặc ở giai cấp nào, đều giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Không những điều ước nguyện cho mình mà còn ước nguyện cho những người khác đều được như ý. Như các bạn thấy rõ, ba điều ước nguyện trên đây đều phải sống đúng giới luật nghiêm chỉnh. Điều ước nguyện thứ ba này Đức Phật dạy cho người tu sĩ: khi nhận sự cúng dường của người khác thì phải ước nguyện cho người cúng dường nhiều lợi ích lớn. Điều ước nguyện này chính nó mới là xứng đáng nhận của cúng dường. Người tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh thì mới xứng đáng là ruộng phước để mọi người cúng dường, mới xứng đáng là người khất sĩ đệ tử của Đức Phật. Ba điều ước nguyện trên đây chúng ta thấy rất rõ, mỗi điều đều lấy giới luật làm thánh hạnh trên đường giải thoát. Nếu không giới luật thì không thể nào đi trên đường giải thoát, và cũng không thể nào xứng đáng làm người tu sĩ chân chánh của Phật giáo. Điều lợi ích thứ tư của giới luật: ước nguyện cho người khác. Điều ước nguyện thứ tư là điều ước nguyện cho những người thân của mình được bình an, mạnh khỏe, sống an lạc, hạnh phúc, ít bệnh, ít tật, tai qua nạn khỏi. Khi lâm chung với tâm bình tĩnh, hoan hỷ, không có mê muội, không có trăn trở, không có đau nhức, lúc nào tâm cũng yên vui, thanh thản, an lạc và vô sự. Muốn được vậy thì giới luật các bạn phải giữ gìn nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đúng theo như lời Đức Phật đã dạy. Kinh ước nguyện dạy, nếu muốn đạt được kết quả của những sự ước nguyện thì nên theo lời Đức Phật dạy dưới đây. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống của ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, trú xứ không tịch. Kính thưa các bạn, lời dạy trên đây rất rõ ràng. Muốn ước nguyện một điều gì cho những người thân của mình thì các bạn phải thành tựu viên mãn giới luật. Bởi vì các bạn có thành tựu viên mãn giới luật thì công đức ấy rất lớn, lớn không thể lấy một vật gì trong thế gian mà lường được.
Cho nên nói công đức rất lớn là nói đến thiện pháp. Nhưng ở đây các bạn phải phân biệt thiện pháp rõ ràng. Đừng hiểu thiện pháp hữu lậu là giới luật là sai. Giới luật là thiện pháp vô lậu. Vì vô lậu mới có lợi ích rất lớn, các bạn có hiểu chưa? Các bạn có nghe lời dạy thiện pháp này bao giờ chưa? Đức Phật đã từng dạy tam vô lậu học là giới vô lậu, định vô lậu, tuệ vô lậu. Cho nên thiện pháp vô lậu của giới luật sẽ chuyển hóa tất cả ác pháp hay chuyển hóa nghiệp ác. Chuyển hóa ác pháp hay chuyển hóa nghiệp ác, nhưng những người thân của các bạn phải biết hướng tâm đến những người giữ giới luật thanh tịnh, hoặc tự bản thân phải giữ gìn giới thanh tịnh. Vì thế, hai người phải tương ưng nhau với tâm thanh tịnh trong giới vô lậu thiện pháp. Trạng thái giới luật vô lậu thiện pháp là một trạng thái tâm thanh tịnh, tức là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên, muốn ước nguyện một điều gì, hoặc người thân của các bạn trước khi chết sợ tâm rối loạn, mê muội, không được sáng suốt tỉnh táo, thì phải giữ gìn tâm bất động, tức là giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, rồi hướng tâm về người giữ giới thanh tịnh. Và hai trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự tương ưng với nhau thì được lợi ích rất lớn. Đó là sự hoan hỷ thanh thản, an lạc và vô sự, thành một nội lực ly tham đoạn ác pháp. Trong trạng thái ấy không còn nghiệp ác nào tác động vào thân tâm họ được. Tại sao vậy? Kính thưa các bạn, khi các bạn giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì các bạn biết rất rõ về thân tâm của các bạn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Và lúc bấy giờ, các bạn đã xứng đáng làm ruộng phước cho mọi người. Vì thế, các bạn muốn ước nguyện cho một người nào đó, thì người đó phải hướng tâm về các bạn. Cũng như lúc lâm chung, trước khi chết, chỉ cần nhớ nghĩ đến các bạn thì tâm người đó được thanh thản, an lạc và vô sự. Đức Phật và chúng thánh tăng giới luật đều nghiêm chỉnh, cuộc đời của các ngài tâm vô lậu hoàn toàn, các ngài đều chứng thánh quả A-la-hán, nên tâm niệm của các ngài luôn ứng nguyện cho mọi người đều được an vui, hạnh phúc. Nhưng mọi người không hạnh phúc là vì mọi người không hướng tâm về các ngài, không giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nên dù các ngài có thương xót chúng sanh, nhưng cũng không làm sao cứu giúp chúng sanh được. Cho nên đoạn kinh này dạy các bạn phải hướng về các ngài thì có lợi ích rất lớn. Vậy hướng về các ngài như thế nào? Hướng về với các ngài là hướng về giới luật. Hướng về giới luật là chúng ta phải nghiêm trì thọ bát quan trai giới. Chỉ có giới luật thì mọi người mới gặp nhau trên mọi điểm tương ưng, thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế trong kinh ước nguyện dạy, trước khi mệnh chung thì phải nghĩ đến ta, tức là nghĩ đến giới luật. Giới luật là tâm vô lậu, tâm vô lậu là tâm bất động, tâm bất động là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, khi ta nhập diệt, hãy lấy giới làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình. Nhờ vậy tâm hoan hỷ, nhờ tâm hoan hỷ mà được quả báo lớn, lợi ích lớn. Giới luật là chỗ nương tựa cho mọi người. Giới luật là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, giới luật đem đến cho con người lợi ích như vậy, khi sống cũng như lúc chết. Vậy các bạn hãy theo lời dạy này sống một đời sống phạm hạnh để mang lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh.